Vào đây. Động cơ gì mà mày vừa đến nơi mày lại chui ra? Hả? Nhà em học hết điều hòa rồi. Học hết điều hòa rồi. Vâng. Nhà tối nay lại xin ngủ nhờ đúng không? Nhưng mà em vừa thấy anh Vũ bảo nhà anh học cả hai cái. Mày ngủ phòng khách được. Phòng khách điều hòa mát lạnh luôn, mang chăn ra. Ở sofa êm luôn. Còn vợ chồng Mão? Vợ chồng Mão thì kệ nó chứ, về lo cái thân mày chứ đi á. Ờ. Ta xin. Tuấn Thái tràn trộ, Tuấn Thái tràn trộ, Tuấn Thái tràn trộ, Tuấn Thái tràn trộ, Tuấn Thái tràn trộ. Được không? Tu đấy anh ạ, tu nghiệp đấy. Mày. Nhưng ngủ đây anh chị, tắc kè không ngủ được. Vợ anh đang bầu thì tắc kè cái gì? À thế à? Đây còn cái nữa. Ngược. Đéo ngược rồi, tay đằng trước. Còn nhiều lắm. Được được quả Oni đâu. Râu râu mọi người, râu 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 râu. Oni râu, râu râu. Call your boss. Call boss, right? Bạn thuộc tôi. Tôi là miếng cái tàn à. Nhi hẳn lên. Right. Yeah, yeah, yes, yes. Hẳn lên. You strong, I lăn. You strong, I lăn. We. You say I too small. Give me some point, guys. I'm very good now. Now very good. I was not so good. Now very good. Hey guys, give me some point, guys. Give me some point. Okay? Some point, guys. Some point, guys. As you give. Okay. Some give some point, guys. Don't give up, guys. Don't give up. Mấy trăm anh em chơi một phát mà. Mình kia hết bóng ơi. Cảm ơn mọi người em. Bông bông như đàn ơi. Tôi vừa làm cho mấy trăm anh em mỗi người một ca hiểu chưa? Bấm mỏi tay không? Mấy trăm anh em bấm mạnh lên. Đấy, cần được sắp tuổi kịp rồi nhỉ. Cố lên như đàn ơi, mở này bơm đấy là mấy em. Lên cái điểm của em bim lên đấy cũng có kém như vậy. Bịp bạc. Ờ, không như đấy bịp bạc. Đấy, bây giờ bụt lên rồi nhỉ. Đó, anh hai, bố, 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 bố
Thôi thôi, không bàn tán nữa. Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là ông Bụt đây. Ta khuyên các ngươi không nên nói nhiều và nói vớ vẩn nữa. Vui vẻ nha, nhớ chưa? Nếu các ngươi không nghe là ông sẽ đi ngủ. Chứ tầm này ông già rồi, đừng để ông phải suy nghĩ nhiều ra. Sao cái này nó lại cứ tụt xuống dưới nhỉ, nó không dính vào đây đi nữa. Ông mệt rồi, phải chạy theo bà mãi. Như là bóng đang đuôi theo những ánh nắng ban mai. Chân cẳng đợt này yếu lắm rồi. À, nhớ chưa? Mẹ nó cứ tụt xuống dưới nhỉ. Không phải do cái dâu này nặng đâu, mà do cái này này. Làm nào nhỉ? Đấy, nó tụt xuống rơi luôn ý. Nên do mặt mình bé nhé. Anh mệt rồi, phải chạy theo em mãi. Như là bóng đang đuôi theo những anh nắng ban mai. Đúng rồi, do mặt em bé đấy.